Vâng, xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tokyo Camera. Thì hôm nay mình không ở trong văn phòng của mình nữa mà mình đang đi dạo ở bên ngoài. Thì nhắc đến Flycam thì có lẽ là anh em đã không quá xa lạ gì với những sản phẩm bay không người lái này rồi. Tuy nhiên thì Flycam có khá là nhiều loại. Nhưng mà anh em với những anh em làm phim ấy thì mình có một loại Flycam khá là chuyên dụng. Đó, nhắc đến đây thì anh em tưởng tượng đến i2 đúng không? Tuy nhiên không phải. Hôm nay mình và anh Hoàng Hiệp là một khách mời của mình đến từ Tokyo Camera, và bên cạnh mình đây, hai anh em mình đây là chiếc Matrix 600 Pro. Đây sẽ là một chiếc flycam dành cho những anh em chuyên làm phim chuyên nghiệp. Và anh Hoàng Hiệp hôm nay ở đây sẽ cùng mình mở hộp và setup nhảy và sẽ có một vài lưu ý gửi đến anh em. Vâng, cảm ơn anh đã đến tham gia cùng em trong video này. Cảm ơn Đồng Phong. Và bây giờ thì chúng ta hãy bắt đầu video thôi. Vâng, và như em được biết thì chiếc sản phẩm Matrix 600 này phiên bản Pro thì là dành cho chuyên nghiệp. Vậy thì anh có những cái lưu ý gì khi những người mà chọn mua sản phẩm này không? Với chiếc DJI Matrix 600 Pro này thì là sản phẩm mà chúng ta sẽ có thể tùy biến và có thể lắp lên những chiếc gimbal lớn của DJI để có thể mang lại chất lượng hình ảnh tốt nhất bằng những chiếc máy quay có chất lượng tốt nhất hiện nay, ví dụ như là Red này, Arri, hoặc là chiếc máy ảnh của chúng ta hiện nay, ví dụ như là A7, R3, nói chung là R4. Con này là sẽ dành cho những người mà muốn có những cái chất lượng hình ảnh flycam tốt nhất, những cái cảnh quay gọi là những cảnh quay trên không gọi là ở chất lượng cao nhất thì là sẽ sử dụng con này, đúng không anh? Bay trong những cái điều kiện thời tiết nó khó khăn hơn. Thì đây, như các bạn thấy thì trước mặt bọn mình, hai anh em mình đây đang là cái hộp. Thì bây giờ mình sẽ cùng anh Hiệp sẽ mở cái này ra. Thì trên mở ra thì đây là cái hướng dẫn sử dụng này. Thì theo em biết thì Flycam cũng có hướng dẫn sử dụng. Tuy nhiên thì em có một lời khuyên là không biết là anh có hay tư vấn với khách hàng không là nên đọc. Tại với những sản phẩm công nghệ nhưng mà em hay review, em hay làm ấy, thì là những cái quyển sách hướng dẫn sử dụng này nhiều khi nó hơi thừa. Tuy nhiên thì bởi vì đây là những thiết bị bay không người lái, nó có rất nhiều yếu tố, có nghĩa là không an toàn, em nó có những cái yếu tố nó không an toàn, thì nên đọc những cái quyển như thế này. Đó, trên này thì có đầy đủ các thứ tiếng, chủ yếu là tiếng Anh, thì anh em có thể Google dịch và cái này. Thôi bây giờ thì không lòng vòng nữa, thì bây giờ sẽ vào cái này luôn. Thì bây giờ anh em mình sẽ cùng mở hộp cái này. Ok, cái hộp này khá là to. Đây, ok, bây giờ đây là cái nắp nhựa. Thì cái nhựa này nó là bằng xốp thôi, nhưng mà cái xốp này nó khá là cứng này, chắc lắm. Đó, hộp này dùng để di chuyển rất là tiện. Ok, thì bây giờ là anh em mình nhấc cả cái này ra thôi nhỉ. Lên ạ. Đây. Wow. Đây chính là cái, đây anh em để hẳn ngoài này. Đó. Đây chính là cái mà bộ phận chính đúng không anh? Đúng rồi, đây là chiếc máy bay. Chiếc máy bay của chúng ta đang chưa được lắp chân. Và nổi bật nhất đây chính là ba cái gọi là nấm GPS. Cái nấm GPS này có chức năng gì? Hoàn toàn khác biệt. Nó sẽ giúp cho chiếc máy bay của chúng ta định vị được là tốt nhất, giữ được cái sự ổn định về vị trí và con này là thu được tín hiệu GPS khỏe nhất. Hôm nay thì có ở đây là mình thấy, theo như mình thấy là nó có ba cái khu vực. Đấy, chúng ta có ba cái tầng. Thì tầng đầu tiên là tầng nắp và một cái tầng thân. Tầng dưới này là cái gì đây? Đây là hấp sạc em. Đây là chiếc hấp sạc của chúng ta, rất nặng và sạc đồng thời được 6 viên pin. 6 viên pin là đủ một round pin cho Matrix 600 Pro. Có nghĩa là con này là phải chạy cùng lúc 6 quả pin đúng không? Đúng rồi, chạy cùng lúc 6 quả pin. Mà khi mà một trong những viên pin nó bị lắp lỏng này, hoặc là chúng ta chưa bật nguồn, chúng ta chưa khởi động được viên pin đó, thì máy nó cũng sẽ báo lỗi. Tuy nhiên máy vẫn khởi động nhưng nó sẽ báo lỗi và không cho chúng ta cất cánh và được sử dụng. Có nghĩa là bắt buộc phải đảm bảo là con này phải đảm bảo đủ 6 nguồn hoạt động cùng lúc. Và 6 viên pin cùng được sạc đầy đủ thì mới có với cái mức pin tương đương nhau. Có nghĩa là ví dụ như bây giờ là không cần thiết phải đầy đúng không? Có nghĩa không cần thiết phải 100% pin, ví dụ như cả 6 quả mà cùng 70% pin là vẫn có thể sử dụng được. Vẫn sử dụng bình thường. Ok, thì bây giờ là sẽ tiếp theo đến những cái phần khác đi anh nhỉ. Thì ở đây em thấy là có 2 cái ống carbon. Ở đây có đến 4 cái ống carbon. Thì đây là hệ thống chân đế được thiết kế bằng carbon cho Matrix 600 Pro. Hai chân càng này thì khi mà chiếc máy bay của chúng ta cất cánh lên, nó sẽ được mở sang hai bên
Đúng rồi, okay. Kết cấu của bộ reject thì nó sẽ có thể mở hai trên càng hai bên. Bởi vì là chiếc keyboard của chúng ta có, khi mà được lắp lên Matrix 600 thì sẽ có thể quay 360 độ xung quanh thân. Chính vì vậy là hai chiếc chân này lúc đó lại, nếu không gặp được lên, nó lại thành vật cản. Nó gây cản trở đấy này. Nói chung là đây là một cái tính toán mình nghĩ là rất kỹ của DJI rồi. Nghĩa là họ tính toán rất kỹ trong cái việc là tính toán làm sao để có thể là cho chúng ta một cái góc quay tốt nhất với những cái gimbal chúng ta sử dụng. Đấy. Thì em hỏi thêm một chút về gimbal. Thì như con Matrix 600 này lắp được những cái gimbal loại nào ấy? Các hệ gimbal Ronin-M. Ronin-M, Ronin-2. Đúng rồi. Thì, không biết là sản phẩm mới đây nhất là RS-2 thì có lắp được nhỉ? Em nghĩ là được. RS-2 lắp hoàn toàn tốt ạ. Ok. Bây giờ là mình sẽ... Ngoài ra thì nó cũng có thể lắp được các cái cụm camera như là Z30 hay là X5, X5R. Nhưng là mình sẽ phải cần thêm một chiếc ngàm cho nó để có thể lắp thêm. Thế là ví dụ như là lắp gimbal lên thì là gimbal vẫn phải dùng pin rời đúng không? Chứ không được sử dụng cái nguồn của đúng cái, rồi. Cái này. Gimbal, nếu mà các cái dòng gimbal của như là dòng Ronin-M thì chúng ta sẽ có pin riêng dành cho nó. Đó. Còn với các cái gimbal nhỏ hơn, ví dụ như là dòng Z30 hay là X5 thì nó sử dụng pin của Flycam luôn em ạ. Nó sẽ được nối một cái đường nguồn từ trên phần main xuống. Cái điều khiển này mình nói thật là nó rất to chứ nó không phải là đấy. Có nghĩa như cái sản phẩm mình sử dụng ấy là kể cả như là ngày xưa dùng Fan 4 thì nó cũng không to đến mức độ như này, nhưng mà con này mình nói thật là nó khá là to. Thì cái điều khiển này cho cái tầm mức bắt sóng giữa chiếc Matrix này với cái điều khiển này là bao size? Nếu mà trong tầm bay về lý thuyết thì nó có thể đạt được 8 cây. 8 cây. Ừ. Là truyền hình ảnh. Truyền hình ảnh là Lightbringer HD, công nghệ Lightbringer HD. Ok. Cái điều khiển này rất là to. Cái đây mình thấy có cả cổng HDMI và SDI. Đúng rồi. Đó. Để có thể truyền hình ảnh ra một cái monitor cho người điều khiển hình ảnh ở dưới. Direct xem luôn được. Ừ. Thế chứng tỏ là con này nếu như lắp các sản phẩm là kiểu livestream chắc cũng được đúng không? Kiểu ví dụ như mà là muốn livestream hoàn toàn được cho em. Livestream hoàn toàn được. Bởi vì trên này nó có cả SDI và HDMI thì mình nghĩ là cái việc mà livestream các thứ thì con này nó khá là ok. Điều khiển to lắm các bạn. Nặng nữa. Ok. Tiếp theo thì xem nào, chúng ta còn những cái gì nữa. Ngoài ra thì còn những cái răng nhựa này. Đây là túi gì anh? Những cái độ bộ option thêm để chúng ta có thể thay thế. Tuy nhiên là đây là các cái phần khớp nhựa để chúng ta có thể lắp chân càng. Đó. Nói chung là con này là khóa rất nhiều các đây là cái nguồn sạc. Đây là nguồn để cắm cho cái hấp sạc. Hấp sạc. Đó. Ok. Thì đây là những đồ linh tinh. Chúng ta sẽ lắp lên đi. Ok thì bây giờ chúng ta mình với anh Hiệp sẽ đang đến cái bước lắp. Thì mình như em thấy ở đây là nó có những cái bọc vải này, thì không biết là bọc vải để làm gì ấy. Bọc vải này để bọc cánh và motor. Nó bây giờ nó đứng bằng các cái đầu motor thôi. Khi lắp lên thì chúng ta sẽ đứng bằng đôi chân của nó. Okay, và cánh sẽ được xòe ra. Em nghĩ là anh sẽ nhấc lên để anh em mình lắp cái chân đi. Xoay lên nhá. Hai cái chân này nhấc ra này. Thì đây như các bạn nhìn thấy đây, cái khớp khi mà chúng ta mở những cái cánh quạt này là nó mở ngang như thế này lên. Đấy, như các bạn nhìn thấy, chúng ta mở ngang như thế này. Đây là một cái lưu ý khi mà các bạn lắp đặt cái này, có nghĩa là chúng ta nên có hai người để lắp đặt. Đó, bởi vì là cái này nó vẫn còn những cái khớp nối để giữ cái chân này nữa. Vậy nên là nếu như mà không có người giữ kết nối chân với bộ reject, cái bộ phận này thì sau này chúng ta sẽ được lắp sẵn. Đây chỉ là lần đầu tiên mình lắp nó lên. Luôn luôn các bạn phải kiểm tra và để ý việc lắp bộ phận này. Có nghĩa là cái này khi mà mở mồm ra thì chỉ lắp một lần thôi đúng không? Đúng rồi. Là về sau là nó sẽ tự động nó giữ ở đây đúng không? Không. Khi mà mình trước khi mình tháo chân thì mình sẽ phải tháo nó ra. Và bình thường nó sẽ được lắp như thế này. Đó, và luôn để ở trên thân máy bay như thế này. Nó sẽ không thể rơi ra được. Và khi mà mình lắp chân càng vào, sau đó là mình móc nó vào. Đó. Để nó giữ cái chân này đúng không? Đúng rồi, để nó kết nối cái bộ chân này với cả cái cụm reject ở trên này, em nhìn thấy không? Ok. Nó sẽ giúp cho cái khi nâng hạ càng. Cái này là bộ phận này là bộ phận điều khiển nâng hạ càng. Sau khi đã được lắp bộ reject thì nó sẽ đứng khá là vững. Đó, mở cánh thì mình sẽ cần phải lưu ý là khóa càng. Những cái chốt khóa ấy đúng không anh? Đó. Các bạn này ở đây là có những cái nấc này, bây giờ các bạn sẽ nấc khóa nó vào.
Khóa này rất nó bằng nhựa nhưng mà nó chặt lắm nè, khóa xong nó sẽ giữ được cái cánh luôn. Đó. Các bạn hãy phải kiểm tra là vặn đủ những cái khớp này nhá, chứ không là nó sẽ không vận hành được đâu. Đó, chúng ta sẽ mở cánh ra. Mở các cái túi đựng. Đây, như các bạn nhìn thấy, đây là hệ thống motor và cánh quạt khá là to. Với hệ thống motor chắc chắn này thì chiếc Matic 600 Pro của chúng ta có thể nâng với mức tải là 6 cân. 6 cân, 6 cân thì Red, chúng ta sử dụng là Red này, Ari Mini là có thể lên con này khá là dễ dàng. Và đây là tính cả gimbal đúng không anh? Gimbal. Với thời gian bay không tải của cái chiếc Matic 600 Pro này với hệ thống pin là TB48S thì hoàn toàn có thể bay được chừng khoảng 35 phút không tải. Và nếu mà có tải thì nó sẽ ở cái mức thời gian nó khoảng 25 phút. Đây, những cái các bạn nhìn thấy cánh quạt này, cánh quạt. Nói chung là nó chắc chắn và cái khi mà mình sờ vào cái này ấy, thì nó cái khả năng mà mình nghĩ là cái chất lượng của những cái thiết bị này nó rất là tốt. Đấy. Cánh quạt này thì được làm bằng carbon. Cánh quạt này được làm là ultra carbon. Đó, thì thứ nhất là sẽ giảm được tải trọng của những bộ cánh quạt này, bởi vì bộ cánh quạt này khá là lớn. 21 inch. Này, cái vòng này là 21 inch các bạn. Thế nên là anh em mà khi mà cất cánh thì đừng có dại gì mà đứng gần nó cả. Con này nó quay cho thì là chóng mặt luôn đấy. Nó cất cánh nó khá là to và ồn. Với cái lời khuyên của mình thì khi mà các bạn sử dụng bất kể một thiết bị flycam nào, thiết bị máy bay nào, chúng ta cũng phải thiết kế và cho nó chọn cho nó một cái sân bay rộng thoáng. Và mình bản thân là người điều khiển thì nên đứng cách xa máy bay ra, nếu mà với những người mới được sử dụng lần đầu hoặc là chưa được sử dụng nhiều thì chúng ta không nên đứng gần thiết bị bay, vì bản thân cái chiếc cánh carbon này nó khá là sắc, nó chắc và sắc nữa. Tại vì là cái em thấy là cái độ này nó làm cái độ cong như thế này thì cái khả năng mà nó tạo cái lực ở dưới khá là lớn, vậy nên là đừng có ai dại đứng gần cái cánh này, không là các bạn mất miếng thịt như chơi, đúng không anh? À, thêm một cái lưu ý nữa là ok, thì khi mà lắp xong thì chúng ta như thế này và cũng có một vài lưu ý rồi. Thì em đang thắc mắc là bởi vì là gần như là cái kết cấu của nó là cái kết cấu đa hướng. Thế không biết là đầu của cái chiếc Fly này thì mình xác định như thế nào vậy nhỉ? Đầu của chiếc Fly thì nó sẽ, em dựa vào sau khi mà em lắp, đây là phần đuôi của máy bay. Nó có một cái đèn nháy ở đằng sau này, thì đây chính là phần đuôi của máy bay. Và phần này là phần đầu của gimbal. Em có nhìn thấy có một cái mũi tên nhỏ ở đây. Rồi, ok. Đó. Thì nó là hướng đầu của máy bay. Tất cả các cái gimbal khi mà mình lắp thì sau này nó sẽ quay hướng về đằng trước này. Đây. Thì là nó sẽ lắp trên cái giá carbon này đúng không anh? Rồi, nó sẽ được giá carbon này đúng không? Lắp trên cái giá carbon này. Trên này có thể lắp một số các loại ngàm, ví dụ như là ngàm để lắp cho chiếc Zenmut Z30, hay là ngàm để lắp cho camera Zenmut X5R. Đó, thì chúng ta có thể lắp thêm giá ở đây. Đấy, ngoài ra thì lắp thêm rất nhiều các cái thiết bị ngoại vi, ví dụ như là ở Việt Nam thì có một số anh em là đang dùng con thiết bị này với chiếc Insta 360 Pro 2. Như vậy thì là cũng xương xương về cái việc setup cái thiết bị này rồi. Chỉ có cái phần pin là bọn mình, bởi vì là chiếc bay cái con này nếu mà chúng ta muốn bay ấy, thì chúng ta phải em nghĩ là con này bắt buộc phải xin giấy phép thì mới được cất cánh đúng không? Đúng rồi. Tại vì là con này khá to. Thiết bị này thì với các thiết bị bay thì các bạn khi mà bay thì các bạn chú ý phải có sự đồng ý từ phía cục tác chiến để thực hiện bay. Và khi mà có được giấy phép bay rồi thì đến bất kể một khu vực bay nào các bạn cũng nên thông báo lại cho ban chỉ huy quân sự của địa phương để được sự đồng ý cất cánh an toàn nhất. Vậy là mình và anh Hiệp thì cũng đã setup xong cái chiếc Matic 600 này. Thì về phần giá cả hay là về phần các thức mua bán thì mình sẽ để phần link Facebook của anh Hiệp ở dưới. Đấy, anh em hãy cứ inbox cho anh Hiệp hoặc là đến với Tokyo Camera tại 948 Trương Định để chúng ta có thể nghe anh Hiệp tư vấn và setup cái sản phẩm này cho anh em xem. Đó. Thì video của bọn mình setup và mở hộp này thì đến đây là kết thúc. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này. Và cảm ơn anh Hiệp hôm nay đã đến đồng hành với em để mà hướng dẫn cho anh em chiếc lắp đặt chiếc Matic 600 này và cũng đưa ra những cái lưu ý cho anh em để anh em có thể tham khảo. Đó, còn video mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào anh em.